chương hai tượng ảnh thanh một mặt trời giữa trưa chói trang gay gắt thành đại lý vừa qua cơn binh lửa nhìn quanh đâu đâu cũng là vườn hoang tường đồ con đường vốn dĩ hoa cỏ rậm rạp nay loang lổ vết móng trên là nước xanh của hồ nhĩ hải vài xác chết đã trương phình nổi lềnh bềnh trên ngọn núi thương sơn xanh ngắt đằng xa vài cột khói đen kịt bốc lên chỗ đó đốt xác những quân sĩ đại lý chết trận hoặc bị giết vì không chịu đầu hàng trong thành khắp nơi là quân mông cổ vẫn nguyên giáp trụ tóc tết theo kiểu khá buồn cười nhưng chẳng ai dám cười nhạo kiểu tóc na ná như đầu trái đào ba trỏm của trẻ con trung nguyên đó những người dân tộc bạch bị đuổi hết ra ngoài đường họ đều cúi đầu hoặc im lặng hoặc khẽ khóc hoặc nén sự phẫn nộ trong lòng cho đến khi một chiếc xe tù lộc cộc đi chậm rãi từ cổng nam vào cao thái tưởng đứng trong xe tù tự thấy may mắn vì đám quân mông cổ này muốn tỏ ra nhân từ nên sáng nay còn cho người đến tắm và thay bộ quần áo mới cho ông che kín tấm thân đầy vết thương do bị tra tấn ít ra đến giờ này ngoài việc mặc quần áo đơn giản với sắc mặt tiều tụy ngồi trong xe tù ra thì vẫn còn chốt thể diện của tướng quốc đại lý nhìn vẻ kinh ngạc và tuyệt vọng trong ánh mắt của những thần dân ở hai bên đường cao thái tưởng thấy như dao cứa vào tim là do ông và đoàn hưng trí vô dụng khi thành đại lý bị hạ, đã không thể chết theo đại lý, lại còn đem quân chia hai đường bỏ thành mà chạy, mới khiến tòa cổ thành được trời ban này phải chịu cảnh khói lửa tàn ngược. Cao thái tường vẫn cho rằng đại lý là thuộc về nhà họ Cao, mặc dù từ xưa đến nay, vua đại lý vẫn mang họ Đoàn. Từ thời hoàng đế thứ tư của đại lý là Đoàn Tư Thông tại vị, gia tộc họ Cao đã giành được chức tướng quốc từ tay họ Đồng, từ đó quyền lực lớn mạnh thậm chí ông nội ông là Cao Thăng Thái đã từng phế bỏ đoàn chính minh để tự lập làm vua. Dù hai năm sau lại trả ngôi báo lại cho họ đoàn, nhưng quyền bính nước đại lý vẫn nằm gọn trong tay họ cao, đời đời tiếp nối. Chỉ cần hoàng đế đại lý hơi không nghe lời thôi, là có thể yêu cầu hoàng đế đi tới chùa Vô Vi làm sư, thay một người họ đoàn khác nghe lời hơn lên làm vua. Trên thực tế, đã có tám vị hoàng đế họ đoàn phải đến chùa Vô Vi xuất gia rồi. Vì thế ở đại lý, mọi người đều biết hoàng đế chỉ bày ra cho có, chứ kẻ cầm quyền thực sự là tướng quốc họ cao. Họ cao có lời tổ huấn, mãi mãi không được cướp ngôi họ đoàn. Cao Thăng Thái đã từng làm trái tổ huấn, đến nay vẫn không có quyền được chôn cất trong phần mộ tổ họ cao, vì thế cho dù không cam tâm, nhưng Cao Thái Tưởng vẫn giữ nghiêm lời tổ huấn, không bao giờ vượt quá giới hạn. Bởi vì ông biết, trên đời này chẳng có một hoàng tộc nào tồn tại mãi mãi nếu như họ cao cướp môi họ đoàn thì sẽ có một ngày cũng bị người khác cướp môi dễ dàng mà thôi nhưng đến nay cả đại lý này đã sắp sửa không còn nữa nhìn người dân đại lý hai bên đường lần lượt cuống cuồng quỳ xuống cao thái tường bị họ nhìn chằm chằm những ánh mắt ấy thậm chí khiến ông cảm thấy còn khó chịu hơn cả ánh nắng gắt soi xuống đầu ở lưng mồ hôi túa ra như tắm cảnh đẹp ngày xưa khi nhà nhà trồng hoa nơi nơi nước chảy nay đã hoang tàn hoa đã dập nát những cánh sơn trà bị xe tù lăn qua lẫn lộn với vài vết máu vương trên những phiên đá xanh khiến người ta tuyệt vọng và sợ hãi phía xa xa có thể nhìn thấy lầu ngũ hoa ở cuối con đường trên tòa kiến trúc hùng vĩ vẫn có thể thấy rõ những cột gỗ điêu khắc tinh xào hốt tất liệt không hề ra lệnh phá hủy tòa lầu đón khách được xây từ thời nam chiếu này mà còn đem quân đóng ở đó sau khi hạ thành Đại Lý. Chỉ có một điểm khác biệt, đó là tinh kỳ bay phấp phới trên lầu Ngũ Hoa, đều đã viết chữ nước khác. Chiếc xe tù của Cao Thái Tường dừng lại ở quảng trường trước lầu Ngũ Hoa, còn ông thì được đám quân sĩ dẫn lên cái đài làm bằng gỗ mới dựng ở quảng trường. Chúng muốn hành hình trước mặt mọi người, để giao ai với những thần dân Đại Lý vẫn nung nấu ý định chống trả. Gương mặt tuấn tú của Cao Thái Tường đờ đẫn, cánh tay bị trói vắt ra sau lưng sống lưng dựng thẳng ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng trên đầu tạo thành một vùng sáng vàng quanh người ông toát ra một thứ uy nghiêm không thể xâm phạm trong một lúc còn không có kẻ nào dám bước lên bắt ông quỳ gối nhưng trên thực tế cao thái tường hoàn toàn dựa vào ý chí để đứng thẳng chỉ cần một cơn gió là đủ thổi ông ngã gần cốt khắp người đau nhức vô cùng nhưng ông vẫn đứng hiên ngang ngẩng đầu thoáng nhìn đám người chen lấn trên lầu ngũ hoa, cao thái tưởng thấp thoáng thấy dưới chiếc lọng tre là một người cao lớn đầu đội mũ chiết yêu, mình mặc áo gấm sợi vàng, chính là vương gia mông cổ, con trai thứ tư của giám quốc thác lôi bột nhi chỉ cân hốt tất liệt. Không lâu sau, trên lầu ngũ hoa có người lớn tiếng hỏi, cũng chẳng qua là mấy lời nhảm nhí khuyên hàng rồi hứa ban cho cao quan hậu lộc. Mấy ngày nay Cao Thái Tưởng nghe nhiều đến mức có thể đọc thuộc được rồi sau khi đám binh sĩ gào thét đã khàn cổ, quảng trường lại chìm vào sự yên tĩnh đến nghẹt thở, mấy ngàn đôi mắt đang chăm chú chờ đợi lựa chọn của Cao Thái Tương. Nếu ông lựa chọn đầu hàng, thì đã hàng từ lâu, nếu ông muốn sớm kết thúc tính mạng của mình, thì cần gì phải chịu đựng nỗi ô nhục này. Chắc hẳn hốt tất liệt vừa muốn ra oai, lại vừa muốn bắt hết các thế lực phản kháng ở đại lý. Đúng là tính toán giỏi gương mặt tuấn tú của cao thái tưởng có chút coi thường rồi ông rất bình thản cất tiếng gióng dạc: họ đoàn không thể trở lại đó là do trời bắt thế làm bể tôi phải chết vì chủ việc của ta thế là xong rồi nói đoạn nhắm mắt ngậm mồm đưa đầu chịu chém bất kể thế nào đoàn hưng trí vẫn còn sống hy vọng ông có cơ hội tập hợp lại lực lượng để quay về đại lý đoàn hưng trí hãy nhớ lời hẹn của chúng ta ta ở trên trời sẽ nhìn theo ngài. Đào phủ nhận lệnh từ trên lầu ngũ hoa, nhấc chiếc diều lớn trên tay lên. Mặt trời chói chang bỗng bị một đám mây đen dày che khuất. Trong phút chốc, cuồng phong nổi lên, thổi các lá cờ bay phần phật, rồi sấm chớp đùng đùng, gió cắt táp tới mặt, đổ xuống theo cơn mưa như chút nước là một cơn mưa máu. Hai cánh cửa gỗ chạm hoa nặng trịch của Á Xá phát ra tiếng cót kết lục tử cương sau đó nghe thấy tiếng ba tom trống xuống nền nhà anh chẳng buồn ngẩng đầu lên vẫn chăm chú khắc miếng ngọc trên tay bằng côn đao ông giám đốc cũng chẳng cần anh phải chào hỏi cứ tự nhiên đặt chiếc hộp gấm trong tay lên mặt quầy rồi cẩn trọng cầm chiếc chén trà bên cạnh lên một cách nhẹ nhàng và ngắm nghía nó chớ có đùa nhìn màu men mao khẩu lệ côn và cả mang khẩu này biết ngay là đồ sứ đinh giao cuối đời tống hơn nữa còn là loại hắc định sao hiếm gặp, lại nhìn vào dưới lớp nước trà, đáy chén có hoa văn hình chiếc lá rất rõ ràng không cần phải đem đi giám định tiếp nữa. Ông giám đốc đa xác định đó chính là một chiếc chén định giao hoa văn lá men đen đời tống. Đồ sứ Bắc Tống được giới đồ cổ chia làm 6 hệ lớn, lục đại giao hệ, gồm, đinh giao, diệu châu giao, từ châu giao, quân giao, long tuyển giao, cảnh đức chấn giao. Trong đó đồ định giao lại có lục định, men xanh lá, từ định, men tía, hắc định, men đen, đồ hắc định là hiếm nhất và kỹ thuật cao nhất. Đồ sứ định giao có những đặc điểm dễ nhận ra như mau khẩu, phần phôi sau khi nung lại không trắng men tiếp, mang khẩu, phần dìa như miệng chén không tô men mà có thể nạm vàng, lệ côn, phần men không đều chảy xuống trông như giọt lệ. Đồi tay bất chợt run lên, ông giám đốc vội vã đặt chén trà trong tay trở lại mặt quầy. Đúng là nghiệp chướng đồ cổ chất lượng như thế này cho dù đặt tại nơi chất đầy đồ cổ như bảo tàng cố cung ở đài bắc đi chăng nữa thì nó cũng đủ tư cách được bày vào tủ kính để khách đến tham quan thế mà ở a xá này nó lại biến thành thứ đồ pha trà tùy ý sử dụng mặc dù chén trà này vốn là để uống trà nhưng ông giám đốc dù nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn không thể quen nổi ông giám đốc vừa lo sợ mình làm hỏng vừa muốn cầm chén lên ngắm ông ngây người ra một lúc trước chiếc chén hắc định rồi mới rời mắt nhìn sang lục tử cương, vừa nhìn ông ta còn kinh ngạc hơn nữa, đẩy chiếc kính lão ở sống mũi lên. Ông ta hoa mắt rồi sao? Từ khi nào mà lục tử cương có tay nghề cao như vậy? Chẳng lẽ đúng là bị lục tử cương thời minh nhập vào người? Nhìn bông hoa mẫu đơn được khắc trên miếng ngọc, từng đường gân trên cánh hoa được khắc rõ ràng, thậm chí hạt xương trên cánh hoa nhìn cũng như sắp nhỏ xuống thật, hơn nữa miếng ngọc này là ngọc hòa điền, trắng mịn như mỡ dê, trơn nhẵn sáng bóng, một vài vệt màu vàng trên bề mặt vừa hay đặt vào đúng nhụy hoa mẫu đơn, lúc này lục từ cương đang dùng côn đao để khắc đến đoạn đó. Ông giám đốc nhìn say xưa, mà cũng biết không nên tự tiện quấy giày, lỡ mà tay đau chỉ cần mạnh lên chút xíu thôi, thì miếng ngọc tinh xảo vô vàn kia có thể bị hủy hoại. Ông dán mắt nhìn vào từng sợi nhụy hoa mẫu đơn đang hiện dần lên phần màu thẫm ở bên cạnh đó thì được bàn tay khéo léo của lục tử cương khắc thành con ong mật, cánh ong mỏng tang, như thể sắp bay luôn được. Trong suốt quá trình đó, ông giám đốc sợ mình khẽ thở thôi cũng là quấy giày lục tử cương, nên cứ cố thở thật nhẹ, khiến lục tử cương cũng quên mất là bên cạnh có người đang nhìn. Khi khắc con ong xong, anh lật mặt sau miếng ngọc và khắc một bài thơ, rồi tiện tay để lạc khoản tử cương, sau đó mới ngẩng đầu định với chiếc chén trà bên canh uống một ngụm cho đỡ khô họng. Tay anh đưa ra nhưng không với được thứ gì, lúc đó anh mới biết còn có người khác đứng trong tiệm. Lục Tử Cương nhìn thấy chiếc chén hắc định hoa văn lá đang đặt trước mặt giám đốc, chẳng cần đoán cũng biết chắc chắn ông giám đốc này đã cầm lên sở nắn tới mấy lần. Anh biểu môi dè biểu, rồi lục trong tủ quầy ra một chiếc chén gần giống chiếc chén cũ, cầm bình trà lên tự pha một bình mới cho mình cho dù trước mặt lại xuất hiện thêm một chiếc chén định dao men đen hoa văn đốm đen ông giám đốc cũng không bị kích động nữa đầu óc ông đang lơ lửng ở chỗ khác ông không nhìn nhầm chứ tay nghề khéo léo đến tuyệt vời kia cái lạc khoản từ cương chuẩn sắc kia nếu không phải ông tận mắt nhìn thấy quá trình chế tác thì có khi chỉ thêm vài bước làm giả cổ như ngâm giấm tẩy màu nhuộm tâm ngọc nữa là ông sẽ cho rằng đó là đồ ngọc từ cương đời minh thật chẳng lẽ á xá này là một hiệu làm hàng giả lập tức ông giám đốc phủ định cách nghĩ của mình làm giả thì cũng chỉ chuyên được một mặt nào đó thôi không thể có chuyện tất cả đồ cổ đều có thể làm giả y hệt được hơn nữa ông có được bao nhiêu đồ từ trong á xá chẳng lẽ món gì cũng phải nghi ngờ huống hồ xưa nay đều có đồ mọc phòng theo là khoản tử cương chẳng qua gã thanh niên trước mặt làm giống quá mà thôi Lục tử cương mặc kệ ông giám đốc đang mải miết nghĩ gì. Anh cũng chỉ mong ông giám đốc nghĩ linh tình nhiều lên để tránh xa á xá ra. Mấy hôm nay ngày nào ông giám đốc cũng đến á xá, cũng chẳng thấy nói là có việc gì, chỉ toàn nói làng chuyện gì khác. Nhấp một ngụm trà nóng rồi nhìn thấy trên quầy lại có thêm một hộp gấm nữa. Lục tử cương thở dài, chú giám đốc ơi, cháu đã nói là chủ tiệm dạo này không có nhà, chú có đem đồ đến tìm cháu cũng vô ích nghe lục tử cương nói vậy ông giám đốc mới nhớ ra lý do mình đến đây vội nói lục à chú thực sự không biết tìm ai để nhờ cả cháu qua xem giúp chú đi lục tử cương miễn cưỡng lấy lại cây chén hắc định trước mặt ông giám đốc đem đi rửa rót cốc trà mới cho ông rồi làm ra vẻ đang lắng nghe chăm chú thực ra lúc đầu lục tử cương chỉ định nghe cho giết thời gian thôi nhưng khi ông giám đốc bắt đầu cất giọng hơi khàn khàn lên anh đã dần lắng nghe nghiêm túc Năm ngoái, ông giám đốc vì bệnh chân cẳng mà phải đến Côn Minh điều trị. Nhưng ông là người không chịu ngồi yên, chẳng bao lâu sau đã liên lạc được với những người cùng sở thích ở Côn Minh. Sau đó nghe nói ở cổ thành Đại Lý mới tìm được một ngôi mộ cổ, ông không khỏi tò mò, bắt tàu hỏa đến Đại Lý. Nhờ thân phận giám đốc, nên tuy không thể tham gia trực tiếp công việc khai quật mộ cổ ở Đại Lý, nhưng tất cả cổ vật được phát lộ ông đều đã xem hết ngôi mộ cổ này trước khi báo cáo lên trung ương đã bị người địa phương phát hiện hơn nữa bởi vùng này hơi xa xôi nên khi các nhân viên khảo cổ tới phong tỏa hiện trường thì một lượng lớn cổ vật đã bị lấy mất ông giám đốc không cam lòng loanh quanh khu đất đó một hồi lâu rồi cũng mua được một bức tượng xứ nghi là được đào lên từ ngôi mộ cổ chỉ nghi ý thôi bởi vì chú không tìm được những bức tượng tương tự như vậy trong đống cổ vật được phát lộ nhưng dùng phương pháp giám định mờ hóa sao và xem bề mặt men dưới kính hiển vi thì suy đoán được niên đại của tượng sứ này gần với niên đại của ngôi mộ cổ. Vì vậy chú nộp cái tượng sứ này lên, nhưng người ta không nhận, cho rằng chú phán đoán sai. Ông giám đốc xoa xoa tay, gương mặt đầy nếp nhăn cũng đầy vẻ chán nản. Thế là chú mới đành mang bức tượng sứ này về, vốn định cất trong phòng siêu tầm cá nhân coi như có thêm đồ siêu tầm, kết quả là hiện tượng mờ hóa. Devitification là hiện tượng so 2 trong men bị lão hóa do tác dụng của đồng y, e oxit, CuO. Kết quả thế nào? Mãi không thấy ông giám đốc nói tiếp lục tử cương đã bắt đầu thấy tò mò về tượng sứ trong hộp gấm kia. Anh rửa tay rồi lau khô, lấy đôi găng tay mỏng trên quầy đeo vào. Khi dùng đồ cổ trong á xá, anh cũng không quá để ý, bởi vì bình thường những món đồ đó đều đem ra dùng. Còn bức tượng sứ này rất có thể là đồ tùy táng mới được đào lên, nên đãi ngộ phải khác. Chỉ thấy một bức tượng ảnh thanh to bằng bàn tay nằm lặng lẽ trong hộp gấm. Ảnh thanh cũng là một loại sứ xanh, màu men hơi pha xanh, sắc men bóng loáng, độ trong suốt cao. Thông thường sứ ảnh thanh dùng sắt để làm thuốc lên màu, tô men trên phôi đất sống trong lúc điêu khắc hoa văn, nên thành phẩm thường nhìn rất cổ kính. Bức tượng ảnh thanh này tương đối thô Tuy màu men sáng bóng, nhưng cũng có vài chỗ đã bong chóc, có thể thấy trình độ nung gốm xứ không được thuần thục lắm, nhưng vẫn còn nhìn được phục sức và hoa văn trên tượng. Tượng ảnh thanh này ở tư thế quỳ gối, đầu hơi cúi, tiếc rằng lớp men trên gương mặt bị chóc nhiều, không thể nhìn rõ được nữa. Sau khi quan sát kỹ, Lục Tử Cương đã biết tại sao ông giám đốc tin chắc rằng tượng ảnh thanh này là từ trong mộ cổ ra. Về chuyện khai quật mộ cổ đại lý người trong ngành như Lục Từ Cương cũng có biết đôi chút tin tức, đó là môi mộ của quý tộc Đại Lý, nhưng vì nhiều đồ tùy táng quan trọng bị lấy trộm, hơn nữa khoảng thời gian cuối tống đầu nguyên chiến tranh liên miên, Đại Lý thay vua đổi chúa liên tục, vì thế rất khó để kết luận chủ nhân môi mộ là ai. Trang phục của bức tượng ảnh thanh này rõ ràng là của quý tộc Đại Lý, hơn nữa từ trên xuống dưới dày đặc hoa văn, nhưng chỉ có phần eo là để trắng ngụ ý trong ruột không hoa người không gian tà đó là một quý tộc người dân tộc bạch điển hình Lục tử cương ít khi gặp được một bức tượng ảnh thanh như vậy cầm ngắm nghe mãi nhưng anh không quên lời nói chưa hết của ông giám đốc liền hỏi tiếp kết quả thế nào kết quả là dạo này chú liên tục gặp ác mộng giám đốc lấy tay vốt mặt Tuy không nên nói chuyện mê tín nhưng từ sau cái đêm kinh hoàng hồi ông ta có được kiếm Việt vương mấy năm trước thì cũng đã tin ít nhiều. Chú liên tục nằm mơ thấy cảnh một người bị hành hình, nhìn cảnh sắc và cờ quạt xung quanh, chắc là lúc thành Đại Lý bị quân Mông Cổ chiếm. Người nắm quyền cuối cùng của nhà họ Cao, Lục Tử Cương nghĩ một lúc là lục lọi ra đáp án trong trí nhớ của mình. Tạm thời anh không nhớ ra tên của người đó, nhưng nước Đại Lý có hình thái thống trị khác với Trung Nguyên, nên để lại ấn tượng rất sâu. Họ đoàn ở Đại Lý, xét theo khía cạnh nào đó, thì khá giống với hoàng thất nhật bản hoặc nước anh ngày nay không có thực quyền chỉ là một biểu tượng may mắn mang tính tượng trưng mà thôi họ cao mới thực sự là người nắm quyền ở đại lý mà người này bị công khai hành hình thì đáp án có vẻ rất rõ ràng rồi phải là cao thái tường rõ ràng ông giám đốc nắm rõ phần lịch sử này năm xưa đại lý mất thành hoàng đế cuối cùng là đoàn hưng trí và cao thái tường chia nhau ra bỏ chạy cao thái tường bị bắt không chịu đầu hàng nên bị chém đầu dưới lầu ngũ hoa không lâu sau đoàn hưng trí cũng bị bắt nhưng giữ lại được cái đầu cao quý của mình ông ta được đưa tới hãn đình mông cổ ở phương bắc gặp hãn mông kha mông kha dù lòng thương ban cho thẻ vàng lệnh cho về nước làm tổng quản đại lý vẫn tiếp tục quản lý các bộ cũ theo chu thấy thì đoàn hưng trí có khi còn vui sướng ấy chứ thoát khỏi sự kìm kẹp của họ cao càng tự do thoải mái lục tử cương nhíu mày những người nghiên cứu cổ vật lịch sử như họ khi bình luận về một sự thật lịch sử rất ít khi bổ sung thêm những phán đoán theo ý thích của bản thân ông giám đốc lại bày tỏ rõ ràng sự chê bai dành cho đoàn hưng trí như vậy có lẽ cũng bởi bị những cơn ác mộng kia ảnh hưởng lục tử cương cầm tượng ảnh thanh trên tay ngắm nghía hồi lâu rồi để trở lại vào hộp gấm cười nói chú giám đốc ạ à? cháu đoán là mấy hôm nay chú mày nghĩ nhiều nên đêm mơ thấy thế thôi tượng ảnh thanh này không có gì bất thường đâu. Nói rồi, anh nhún vai bất lực, nói thật là, cho dù có, thì với trình độ của cháu cũng chả nhìn ra được. Không có gì bất thường à, giám đốc chật chật mấy tiếng, chú định đem tượng ảnh thanh này đi giám định huỳnh quang nhiệt, nhưng mà phải đục lỗ trên tượng thì không nữa. May mà có một ít men bị chóc ra, hôm kia đã đem đi phân tích thành phần cấu tạo, chắc là còn chưa có kết quả lục tử cương cảm thấy rõ ràng rằng ông giám đốc đang làm việc thừa thãi và cũng biết ông ta không mong chờ có được lời khuyên gì từ mình hoặc là cho dù anh có khuyên gì cũng chẳng ăn thua nên lại ngậm mồm không nói câu gì ông giám đốc vẫn ngậm nghĩ một hồi cuối cùng quyết định sẽ nghe theo trực giác của mình những đồ mai táng được đào lên có quá nhiều âm khí thường được bày triển lãm trong bảo tàng bởi vì luôn phơi dưới đèn còn có dương khí của khách tham quan ra vào tấp nập mới khiến cho âm khí trong món đồ ấy dần dần bớt đi quyết định thế đi buổi triển lãm đồ sứ tuần sau ông sẽ đem tượng ảnh thanh này đặt ở đó ba cao thái tưởng đến nay vẫn nhớ ngày mà ông lựa chọn vận mệnh cho bản thân đồng thời quyết định vận mệnh của người khác thậm chí là vận mệnh của cả đại lý phú quý và quyền lực cực lớn của nhà họ cao cũng tạo ra một cái cây to lớn với cảnh dễ phức tạp trong gia tộc họ cao, người nắm quyền ở mỗi đời không quan trọng chuyện con trưởng cháu đích như người Hán, mà ai có năng lực thì làm. Bởi vậy, để trở thành người nắm quyền lực được các trưởng bối họ cao công nhận, Cao Thái Tường đã phải đánh đổi bằng những đau khổ và cái giá to lớn người ngoài khó tưởng tượng được. Còn người thừa kế ngôi vua họ đoàn ở Đại Lý thực ra chỉ là người phát ngôn được người cầm quyền họ cao chọn ra mà thôi. Sau khi Hoàng đế đoàn tường hưng người được Cao Thái Tường phò tá qua đời. Nhiệm vụ hàng đầu của chàng là chọn ra một người thích hợp để kế thừa ngôi báu trong số các con em họ Đoàn. Chẳng có người cầm quyền họ cao nào lại không thích thú với việc này, có lẽ nhiều người cho rằng làm vua là vinh dự cao quý nhất của nhân gian, nhưng có quyền được lựa chọn ai lên làm vua, khống chế người ngồi trên ngôi báu kia trong lòng bàn tay, có lẽ mới càng khiến cho ham muốn quyền lực trong lòng trở nên mạnh mẽ vô hạn. Chỉ ít thì cao thái tường cũng vui vẻ nhưng vẫn có nhiều chuyện phiền hà dù chàng còn rất trẻ nhưng có thể vượt lên trên giữa những con rồng con hổ nhà họ cao thì chắc chắn cũng đã nhìn thấy đủ loại mánh khóe những con em họ đoàn vây quanh chàng từ sáng đến tối như đám ruồi nhặng vây quanh chiếc bánh ngọt khiến chàng mệt mỏi vô cùng cho đến một ngày một thanh niên mặt mũi sáng sủa đứng trước mặt chàng hoàn toàn không để ý đến thứ sát khí ám đầy người của chàng khi từ chiến trường về không nói câu nào chỉ đứng nhìn chăm chăm. Vì sao không nói gì? Cao Thái tưởng thừa nhận là đoàn hưng trí đích thực đã khiến chàng phải tò mò mà hỏi. Cho dù tại hạ không nói, Cao Tướng Quốc cũng biết vì sao tại hạ tới đây. Đôi môi đoàn hưng trí lộ ra một nụ cười tự tin, ánh mắt sáng ngời dưới ánh nắng rực rỡ dường như khiến người khác không thể rời mắt. Chàng chậm rãi nói tiếp, hơn nữa Cao Tướng Quốc cuối cùng sẽ chọn tại hạ. Ồ, thế vì sao ta phải chọn cậu? cao thái tưởng nghe xong nhíu mày rồi bật cười bởi vì tại hạ sẽ chết trước ngài đoàn hưng trí nói ngắn gọn giọng nói chẳng tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó khiến người khác không thể chối từ cao thái tưởng ngừng cười rồi lần đầu tiên chăm chú quan sát chàng thanh niên đứng trước mặt mình chàng ta không nói sẽ dốc lòng dốc sức tận tụy phục vụ đại lý cũng không định dùng quan hệ dây mơ dễ má để tiếp cận càng chẳng hề dùng các kiểu thủ đoạn để đả kích người khác bởi vì chàng biết tướng quốc muốn điều gì, chàng đang hứa với tướng quốc, chàng sẽ dễ dàng điều khiển hơn những anh em khác của mình. nếu thấy khó không chế, thì có thể trực tiếp thay người khác. cao thái tường lim dim mắt, trầm chậm, chậm gật đầu. rất tốt, đó là một lời hứa. đó là lời hứa. cao thái tường tỉnh dậy khỏi hồi ức, đưa tay đặt lên lan can chạm hoa phía dưới. lầu ngũ hoa là công trình kiến trúc cao nhất, phồn hoa nhất trong thành đại lý mỗi một tiểu tiết đều tình xảo đến mức khó tin, có lẽ chỉ có hoàng cung của hoàng đế người Hán ở Trung Nguyên mới so sánh được. Nhưng người Hán hùng mạnh như vậy mà còn không ngăn cản nổi quân thiết kỵ của người Mông Cổ, Giang Sơn gấm vóc bị vó ngựa dày xéo không thương tiếc. Giờ đây, đến lượt đại lý rồi. Ở chỗ cầu thang gỗ sau lưng, phát ra tiếng bước chân nặng nề, cao thái tường không cần ngoái lại cũng biết ai đang đi tới. Đây là tầng cao nhất của lầu ngũ hoa, ở nước đại lý chỉ có hai người có quyền được bước lên. Tướng quốc, người dẫn quân phá vòng vây đi." Tiếng nói có phần mệt mỏi của Đoàn Hưng Chí cất lên sau lưng Cao Thái Tường, đôi tay trắng dính máu tươi đặt lên lan can phía bền cạnh ông. Cao Thái Tường bất giác nhìn sang vết máu ở kẽ ngón tay người kia, biết là Đoàn Hưng Chí không bị thương, mới nheo đôi mắt lại nói, "Còn ngươi?" Ánh mắt Đoàn Hưng Chí trông giống nhìn thần dân đại lý đang hoảng hốt phía dưới lầu một lúc lâu sau mới thở dài ta cùng sống chết với đại lý người cam tâm ư cao thái tường cười nhạt dưới sự phò tá của chàng đoàn hưng trí đã lên ngôi được ba năm chàng trai này không hề vô hại như vẻ bề ngoài anh ta có dã tâm dù đã giấu rất kỹ nhưng trong mắt cao thái tường chẳng có thứ gì có thể vô hình đôi môi mỏng của đoàn hưng trí mím chặt lại thành một đường thẳng làm sao chàng có thể cam tâm nhưng trong lúc tồn vong này chàng cũng không thể làm ngơ trước sự thật không thể lừa dối mình rằng vẫn còn hy vọng được chúng ta chia nhau ra phá vây cao thái tường bình thản nói như vậy quân mông cổ sẽ phải chia quân ra để đi bắt chúng ta ít ra chúng cần một trong hai ta sống vì sao đoàn hưng trí quay sang cho mày nhìn cao thái tường chàng không định hỏi vì sao quân mông cổ lại để lại một trong hai người họ điều này không cần nghĩ cũng biết là để vỗ về dân chúng đại lý chàng hỏi vì sao cao thái tường lại làm việc thừa thãi này trả lời cho câu hỏi của chàng là nụ cười mỉm của cao thái tường dù sao chúng ta cũng có một lời hứa phải không đoàn hưng trí bắt lực nhách mép đứng là giữa họ có một lời hứa hai người chia nhau ra phá vây chắc chắn có nhiều cơ hội hơn một mình cao thái tường phá vây hơn nữa cho dù cao thái tường bị bắt thì chàng chỉ cần đầu hàng là hoàn toàn có thể lấy lại mọi thứ trước đây của chàng. Chàng đúng là đã nghĩ ngợi quá nhiều. 4. Bên ngoài mưa xuân lất phất, đem tới hơi lạnh trái mùa của trời xuân. Bác sĩ đứng bên cửa sổ, chỉ thấy luồng hơi lạnh thổi qua khe cửa chưa đóng kín khiến anh phải run lên. Thật kỳ lạ, có bao giờ anh ghét mưa như thế này. Dù rằng cảm thấy trời mưa rất bất tiện, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét đến mức sợ hãi thế này chứ. Trong đầu có một vài cảnh tượng mơ hồ lướt qua, bác sĩ trao mày lại, định cố bắt lấy để nhìn cho rõ, nhưng chẳng thể làm được gì. Cậu làm gì mà ngây người ra ở cửa sổ thế? Hết ca đêm rồi sao chưa về mau đi? Không đem ô à? Thuần qua ở bên cạnh vừa xem báo vừa chỉ chiếc ô đang phơi một góc, lấy ô của anh đi, dù sao hôm nay anh cũng trực ban. Cảm ơn bác sĩ không thể giải thích nổi việc mình sợ phải đi dưới mưa và còn tự dưng có cảm giác không muốn mượn ô người khác nhưng chắc do anh nghĩ quá nhiều tạm gác lại sự nghi hoặc về cơn mưa anh đi tới trước mặt thuần qua lấy cái ô gấp lại tiện thể hỏi đang xem cái linh tinh gì mà anh vui thế ái chà có một bảo tàng dạo này đang tổ chức triển lãm đồ gốm có người nói sau khi đi xem về thì cảm thấy khó thở cơ thể suy nhược anh nghĩ chắc là tin vịt cũng tại bây giờ ít người đi tham quan bảo tàng quá thôi thuần qua lấy ngón tay gõ lên tờ báo đầy vẻ đùa cợt chưa hết đâu bài báo này đăng lên người đến tham quan sẽ nhiều hơn không khéo lại đăng thành cả loạt bài ấy chứ lỡ đâu người ta không bịa chuyện thì sao bác sĩ cũng chẳng biết tại sao mình lại nghĩ vậy người bình thường chắc đều nghĩ giống thuần qua thuần qua nhìn bác sĩ với ánh mắt kỳ quái nhưng rồi cũng nhún vai tỏ ra thông cảm thôi vậy biết là cậu với chủ tiệm thân nhau, cậu bị anh ta làm cho thần kinh có vấn đề rồi. À đấy, từng bảo chủ tiệm đó cũng có quen biết với ông giám đốc bảo tàng, dành thì cậu hỏi thử chuyện này xem. Chủ tiệm, đôi mày của bác sĩ càng trao thêm, chủ tiệm đồ ăn vặt nào à? Tiệm bánh bao hay tiệm bánh tráng cuốn? Là chủ tiệm đồ cổ á xá ở trên phố mua sắm đấy. Ờ mà dạo này không thấy cậu đi tới đó nữa, có phải chủ tiệm chưa về không? Ấy, đến giờ rồi, anh đi kiểm tra phòng bệnh đây. Thuần qua cũng chỉ tiện mồm nói thế chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn kim đồng hồ trên tường, liền gấp báo lại, mặc áo blau rồi cầm bệnh án đi kiểm tra. Bác sĩ cảm thấy chắc thuần qua nhầm mình với ai rồi, làm sao anh lại quen được chủ tiệm đồ cổ gì đó. Bác sĩ chỉ cười, không để ý nữa, đi ra khỏi bệnh viện, ngây người một lúc nhìn trời xám xịt, rồi mới mở ô đi vào trong mưa. Nước mưa vỗ lên mặt ô, phát ra tiếng lộp bộp đều đều. Bác sĩ cảm thấy có chút mông lung, hơn nữa chiếc ô che mất một nửa tầm nhìn, đến khi anh phát hiện ra thì đã ở trên phố mua sắm rồi. À phải rồi, cần mua đồ ăn sáng về nhà, phải mua cho cả Thang Viễn một suất nữa. Thằng bé giờ này chắc là dậy rồi. Bác sĩ định thần trở lại, bắt đầu tìm đồ ăn sáng trên phố. Bánh bao rau hẹ ở góc phố không ngon bằng chỗ này nhưng mà quẩy thì bên kia ngon hơn sữa đậu nành khó cầm quá thì về đến dưới nhà rồi mua ờ mà giờ này có khi hàng bán đồ ăn sáng dưới khu nhà đã thu dọn rồi trong vô thức đôi chân bác sĩ như thể tự mình biết đi trước khi anh kịp định thần thì đã dừng lại ở trước một cửa tiệm cánh cửa gỗ lớn chạm hoa khiến anh phải ngó nhìn bác sĩ ngẩng đầu chiếc ô dần dần đưa lên hai chữ tiểu triện đập vào mắt thang viễn giờ này đáng ra phải ngoan ngoãn ở nhà đợi bác sĩ mang đồ ăn sáng đến dỗ dành thì lại cầm một chiếc ô trong suốt đứng ngây người trước viện bảo tàng tiểu lộ lộ à mày chắc chắn ở đây có linh khí để hút chứ đứng ngoài hộp kính cũng hút được mà này tiểu lộ lộ à mày có phải chưa từng đi bảo tàng không mấy hộp kính chụp lên trên đồ cổ đều dùng để cách ly không khí đấy thang viễn thì thầm với con rắn trắng đang bò trên càn ô cậu đang hết lời khuyên nhủ hơn nữa hôm nay tao xem hoàng lịch rồi thực sự là không nên xuất hành đâu rắn trắng nghiêng đầu nhìn cậu thè lưỡi một cách biếng nhác phát ra tiếng phì phì thang viễn đành từ bỏ ý định quay về lấy tinh thần sẵn sàng hy sinh bước từng bước hùng dũng vào trong viện bảo tàng trong lúc cậu đặt ô vào chiếc giá ngoài cửa con rắn trắng đã chui vào ống tay áo của cậu nhanh như chớp Thang Viễn đang lạnh phát run đành túm ống tay áo lại, nở một nụ cười dễ mến với nhân viên viện bảo tàng đang hỏi han, nói là phải viết bài về viện bảo tàng nên cậu xin phép thầy cô cho nghỉ một hôm để đến tham quan. Dù ở đâu, Thang Viễn cũng luôn gặp những người tốt bụng hỏi tại sao không đi học, vì thế cậu cũng học được kỹ năng có thể bịa ra mọi lý do để giải thích. Dù sao bọn họ cũng chỉ hỏi cho có thôi, không thể nào đi can thiệp vào cuộc sống người khác được. Lần này cũng vậy, thang viễn được cho vào trong viện bảo tàng mà bảo tàng vốn là mở cửa tự do cho người dân thành phố vào tham quan nhưng hôm nay không phải cuối tuần hơn nữa vừa sáng sớm mới mở cửa nên viện bảo tàng rất ít khách trong viện bảo tàng rộng rãi lại thoáng gió nên vừa vào trong cậu đã thấy lạnh run cả người thang viễn nhìn phòng trưng bày hơi tối cậu bất giác hơi co người lại rắn trắng vẫn quấn quanh cánh tay cậu đã trườn dọc theo tay bò lên đến cổ cậu nó thò đầu ra từ trong cổ áo, dục cậu đi lên phía trước. Thang viễn đang bị nô dịch cũng chẳng biết làm gì khác, đành phải mang theo rắn trắng chậm rãi đi qua từng chiếc hộp kính, thỉnh thoảng dừng lại trước một món đồ vài giây, rồi lại quay đầu đi, nhìn thì có vẻ giống một đứa bé đang xem linh tinh, nhưng thực ra con rắn trắng không ai biết trên cổ cậu đang phán đoán xem món đồ nào có thể ăn được. Nam Ông giám đốc hoàn toàn không biết trong bảo tàng vừa xuất hiện một kẻ vô pháp vô thiên. Lúc này ông đang đập đập tờ báo và gọi điện cho tòa soạn, tranh luận về những chuyện sai sự thật trong bài viết. Ai khó thở hả? Có phải phóng viên sợ không có người đọc nên cố ý nặn ra bài báo này không? Đừng tưởng ông già này không biết thế nào là tin vịt. Đám phóng viên này muốn có bài mới đến mức phát điên rồi. Khi trợ lý gõ cửa vào phòng làm việc, liền bắt gặp ngay ông giám đốc đang quát tháo xa xả bằng những từ văn chương hết mức có thể. Anh trợ lý bèn cứ đứng đó đợi ông giám đốc nhà mình mắng cho sướng mồm, một lúc lâu sau mới dập máy. Có việc gì, giọng điệu của ông giám đốc không tốt cho lắm, mặc dù ông cảm thấy bức tượng ảnh thanh đặt trong triển lãm gốm sứ có chút vấn đề, nhưng bị báo chí lôi ra gán cho mấy lý do linh tinh để đăng bài cho bản dân thiên hạ đọc, thì ông không thể nhẫn nhịn nổi. Thưa giám đốc, báo cáo phân tích thành phần của tượng ảnh Thanh đã có rồi. Anh trợ lý nghiêm túc trở lại một cách kịp thời, cẩn trọng đưa ra một tập văn bản đã đóng bia. Giám đốc vội vã đón lấy lật ra xem, cuối cùng dừng lại ở một hàng số liệu, đầy gọng kính lên tỏ vẻ không dám tin. Oxit silic, oxit nhôm và oxit canxi. Đúng vậy thưa giám đốc, thành phần của tượng ảnh thanh rõ ràng là có vấn đề. Nó không phải là kết cấu silicat như các đồ gốm sứ khác. Trợ lý cũng cảm thấy ngạc nhiên, trong tự nhiên, nguồn oxit canxi không nhiều, chủ yếu lấy nguồn từ bột xương động vật. Nếu các suy đoán là chính xác, thì bức tượng ảnh thanh này là tượng sứ cốt thực sự đầu tiên trên thế giới. Phát hiện này hoàn toàn có thể lật đổ quan niệm cho rằng sứ cốt là loại sứ mà trên khắp thế giới duy chỉ có người phương Tây phát minh ra. Nó có trước sứ cốt phương Tây tới 500 năm. Thưa giám đốc, đây là một phát hiện vượt thời đại. Ông giám đốc mặc kệ anh trợ lý đang nói với giọng kích động. Ông tháo kính, đưa tay bóp lên sống mũi đang đau nhức. Thảo nào ông luôn cảm thấy tượng ảnh thanh này có gì đó sai sai, thì ra là do trọng lượng. Đồ sứ có cốt bao giờ cũng nhẹ hơn nhiều so với đồ sứ phôi đất cùng thể tích, chất xứ cũng có khác biệt, cảm giác rất kỳ lạ. Cuối cùng cũng tìm ra vấn đề của tượng ảnh thanh này nằm ở đâu, tảng đá trong lòng ông giám đốc đã được vứt bỏ, ông lại đeo kính lên, hừ, một tiếng với anh trợ lý đang lải nhải ầm ĩ, đồ ngây thơ, đây là đồ tùy táng, cậu cho rằng thành phần bên trong nó cũng là xương động vật như của phương Tây hay sao? Anh trợ lý nín lặng, gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ sợ hãi, anh lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng làm việc thấp xuống vài độ. Đồ sứ cốt của phương Tây dùng xương động vật, vậy thì... Ý ông giám đốc là, tượng ảnh thanh này, là dùng, xương người để làm. Ngay lúc này, cách phòng làm việc không xa, thang viễn vẫn lúc đi lúc dừng, giờ đã dừng hẳn lại dưới sự chỉ đạo của con rắn trắng. Trong tủ kính trước mặt cầu, một bức tượng ảnh thanh đang nằm lặng lẽ. Thực ra không cần rắn trắng phải lấy đuôi đập đập, thang viễn cũng sẽ dừng lại ở trước hộp kính này. Không phải vì bức tượng ảnh thanh này sống động như thật hay có những đường nét phóng khoáng, mà bởi vì bức tượng ảnh thanh bị một sợi dây tơ mảnh xiết chặt ở cổ hai đầu dây thì được cố định chắc chắn vào bốn góc đế tượng thoáng nhìn thì cảm giác như bức tượng bị hành hình ôi mẹ ơi cách buộc dây chống sốc này thật là trâu bò thang viễn sợ dính dấu tay lên chiếc hộp kính sạch bong kia chỉ dám cố gắng tiến lại thật gần để xem cho kỹ không phải cậu chưa nhìn thấy sợi dây chống sốc này bao giờ bảo tàng sợ đồ sứ hoặc đồ ngọc bị đồ nếu có động đất sẽ gây ra những tổn hại không đáng có vì vậy, với những đồ cổ có trọng tâm tương đối cao họ sẽ gắn đế cố định hoặc buộc dây chống sốc. Nhưng cách buộc dây chống sốc theo kiểu trói phạm nhân như thế này thì lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Thang Viễn nhìn ngó tứ phía rồi lải nhải, nhưng phòng triển lãm này bày biện rất thú vị, đồ cổ được bày theo hậu thiên bát quái, dương thăng âm giáng là để áp chế bức tượng ảnh thanh này. Nhưng mà, nhìn cái kiểu buộc dây này vẫn hết sức kỳ quái. Bà nội ơi, cái tượng ảnh thanh này, bà nội không nói thì tôi cũng biết nó đầy tà khí rồi. Nhưng mà để thế này thì làm sao bà hút linh khí nó được? Rắn trắng bất chấp, thò đầu ra, nhưng chiếc lưỡi rắn đỏ lòm còn chưa động được tới hộp kính, thì đã bị thang viễn kéo lại. Này, đừng cắn, có người tới, thang viễn nhét con rắn trắng đang nóng ruột vào ngực, rồi tỏ vẻ bình thản lùi xuống vài bước, nhìn mấy người đang xông vào trong phòng triển lãm rất nhanh chóng, vài tấm bình phong trắng được dựng lên xung quanh chiếc hộp kính, vài anh bảo vệ đứng bên ngoài bình phong, ngăn người khác lại gần. Thực ra, số người tham quan trong phòng triển lãm, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mình Thang Viễn. Hơn nữa nhìn qua khe hở của bình phong, Thang Viễn cũng có thể thấy các nhân viên đang mở hộp kính ra. Cậu nhớ trong số mấy người xông vào đây có người cầm theo một chiếc hộp gấm tình hình này chắc là họ sẽ đem tượng ảnh thanh ra khỏi hộp kính rồi cất đi không triển lãm nữa. Nhìn tình hình căng thẳng này, thang viễn vô vọng nhún vai, thì thầm thương lượng với bà nội đang quấn quanh cổ. Tiểu lộ lộ này, chắc là hết cơ hội rồi, chúng ta tìm đồ khác nhỉ. Ngoan nào, mày nhìn mấy cái lọ sứ thanh hoa bên kia cũng được đấy chứ. Ờ, thôi được, chúng ta xem thêm lúc nữa. Một lần nữa phải khuất phục dưới sự đàn áp của rắn trắng. Thang Viễn làm ra vẻ một đứa trẻ hiếu kỳ, kiễng chân lên nhìn từ ngoài vòng bảo vệ. Dù sao cậu cũng là trẻ con, trẻ con tò mò là chuyện được phép, và quả thật không có ai tới bắt cậu đi cả. 6. Ông giám đốc cũng không chú ý thấy một người một rắn ở cách đó vài bước đang nhăm nhe bức tượng ảnh Thanh. Ông đang nghĩ chuyện lỡ mà báo chí biết vụ tượng ảnh Thanh làm từ xương người thì chắc sẽ phải gây ra sóng gió dữ rồi. Thực ra đối với ông mà nói làm từ bột xương người hay bột xương động vật cũng chẳng khác gì nhau. Tục lệ bắt người sống tuẫn táng theo người chết đến tận đời minh vẫn còn, so với chuyện đó thì sứ cốt vẫn còn là thứ nhẹ nhàng. Hơn nữa, chứng minh được bức tượng ảnh thanh này là sứ cốt thì giá trị nghiên cứu còn lớn hơn nữa, có khả năng nó đúng là đồ tùy táng trong môi mộ cổ, nên tạm dừng triển lãm để tiếp tục giám định thì hơn. Nhưng ông giám đốc hơi do dự đôi chút, bởi vì trước lúc triển lãm, ông không biết tượng ảnh thanh này có vấn đề gì nên cố ý sắp đặt triển lãm theo tượng quẻ phong thủy mà chủ tiệm đã từng nói hơn nữa hai sợi dây tơ buộc quanh tượng ảnh thanh cũng không phải dây tơ thường mà là dây tơ đã được yểm bùa ông lấy được từ chỗ chủ tiệm từ hồi xưa chủ tiệm từng nói một khi đã sử dụng sợi tơ yểm bùa này thì không được tự ý động vào tốt nhất phải đợi gã tự tay đến tháo dây nhưng giờ đã biết nguyên do chắc không cần phải bày trận nghiêm ngặt đến mức thế này đâu nhỉ. Hơn nữa hiện tại không rõ chủ tiệm đi đâu, muốn tìm gã đến tháo dây thì cũng không tìm được mà. Mặc dù ông giám đốc thà tin chuyện này là có thật, nhưng cũng tự cảm thấy mình hơi chuyện bé xé ra to. Lúc này hộp kính đã được nhấc ra, ông sắn tay áo đeo găng tay vào, tự mình tháo dây tơ, định thu hồi tượng ảnh thanh. Trong khoảnh khắc dây tơ đang thít chặt được nới lỏng, ông giám đốc nhìn thấy hai sợi dây tơ phát ra chốt ánh sáng yếu ớt rồi tan biến trong không trung như băng tuyết còn chưa kịp phản ứng gì ông liền thấy mắt hoa lên khi định thần lại đã thấy mình đứng ở một vùng hư không phía trước mặt ông tượng ảnh thanh đang mè một lớn dần lớn đến mức bằng một người thật mới ngừng lại ông giám đốc trợn tròn mắt nhìn khi định nhìn cho kỹ thì lại thấy bức tượng ảnh thanh đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng trói mắt rồi biến mất ngay trước mặt Mắt lại hoa lên, ông giám đốc nhận ra mình vẫn đang đứng trong viện bảo tàng. Anh trợ lý đứng bên cạnh cẩn trọng gọi giám đốc, tay của ông vẫn cầm tượng ảnh Thanh Hình như đã giữ cây tư thế này được một lúc lâu rồi. Sững người ra một lúc, rồi ông giám đốc cũng bỏ tượng ảnh Thanh vào trong hộp gấm, không rõ có phải do tác dụng tâm lý không, mà ông thấy hình như màu men của bức tượng ảnh Thanh đã tối đi nhiều, tựa như đột nhiên mất đi linh khí vậy. Ông giám đốc khẽ thở dài, có lẽ khoảnh khắc ban nãy là lúc quán niệm của cao thái tưởng tan biến. Như thế cũng tốt, tất cả đều tan theo mây khói. Cách đó không xa, một cậu bé đang sợ dựng cả tóc gáy thì thầm hỏi con rắn trắng trên cổ, tiểu lộ lộ, mày vừa làm gì phải không? Có phải đã ăn linh khí của tượng ảnh thanh rồi? Cách xa thế cũng được à? Ăn uống tùy tiện thế này có gây khó tiêu không? Con rắn trắng thẻ cái lưỡi đỏ lòm ra, phì phì mấy tiếng tỏ vẻ bất cần nó chưa ăn được luồng linh khí đó, bởi vì nó biết, thứ oán khí này chắc chắn đã đi tìm người phải chịu đựng rồi. 7. Chủ tiệm cúi đầu nhìn chiếc niết la bàn trong tay, kim la bàn đang lắc mạnh, biểu cảm trên gương mặt gã cũng mập mờ không rõ trong ánh nến bập bùng. Sao thế, có chuyện gì à? Phủ tô cầm ấm trà mới pha đi tới, hỏi han quan tâm. Hắn mặc một chiếc áo hán phục dài màu trắng, càng làm nổi lên vóc dáng cao lớn mà nho nhã phần tóc mái dài che đi vết thương ở nửa gương mặt, phần mặt lộ ra bên ngoài thì tuấn tú vô cùng. Hắn dùng tay trái đặt ấm trà xuống, còn tay phải thì giấu kỹ trong ống tay. Chủ tiệm không chú ý đến sự bất thường của phù tô, gã cúi xuống, lấy tay đẩy kim la bàn quay, nhìn chiếc kim quay được vài vòng, rồi cuối cùng dừng lại ở một tượng quẻ. Hình như, có thư gì đó thức tỉnh rồi, chủ tiệm khẽ thở dài, đưa tay với lấy chén trà vừa rót công tử có biết dũng là loại tượng gì không khổng tử nói kẻ làm tượng dũng đầu tiên chắc sau này chẳng còn gì nói thế là vì tượng dũng quá giống người thật khổng tử nói làm xô linh sao là thiện làm tượng dũng là bất nhân việc đó còn nguy hơn cả lấy người thật ra tùy táng phù tô rất nhớ không khí thảo luận cùng chủ tiệm năm xưa hắn ngồi xuống hai tay bỏ vào ống tay áo đưa ngang trước ngực cười nói tượng dũng thực ra chính là xô linh, là đồ tùy táng dùng để thay cho người sống. Sao tự dưng ngươi lại nhớ tới chuyện này? Xô linh là tượng người được tết bằng cỏ. Đoạn này ý nói không tử cho rằng làm bằng cỏ chỉ hao hao hình người để đem chôn thì còn là thiện, nhưng làm tượng quá giống người mà đem chôn thì cũng là bất nhân. Đoạn nói trên của Phù Tô Trích từ sách Mạnh Tử và Lệ Ký, vốn là đoạn cổ văn dài, để bạn đọc tiện theo dõi chứng tôi không để nguyên phiên âm hán Việt nữa mà dịch thẳng. Nhớ lại một chuyện từng gặp ngày trước, chủ tiệm nhấp một ngụm trà, rồi cầm chén trà ủ trong lòng bàn tay. Họ đang ở một sơn trang yên tĩnh, xung quanh là dãy núi trải dài, ánh mắt họ nhìn ra cánh rừng xanh mướt ngoài cửa sổ như trở về mấy trăm năm trước. Có một hoàng đế bù nhìn và một tướng quốc quyền nghiêm thiên hạ, khi hoàng thành bị quân dị tộc phá vỡ họ chia nhau dẫn quân phá vòng vây để chạy trốn ồ có chuyện đó à phủ tô đã ngủ hơn hai nghìn năm dù khi tỉnh dậy đã nhồi nhét lịch sử vào đầu nhưng cũng không thể biết hết mọi chuyện lớn bé trong sử sách được nghe đến đó liền rất hào hứng tìm hiểu họ chia nhau ra chạy chắc là để phân tán truy binh của quân dị tộc nhưng nếu đã đến bước đường bị phá cả hoàng thành rồi thì họ cũng chẳng chạy xa nổi đâu đúng vậy họ không để cả hai đồng thời bị bắt nên mới chia nhau ra chạy ồ không thể để cả hai bị bắt thế có nghĩa là người dị tộc kia cần phải có một người thay mặt họ để quản lý quốc gia vậy nên đúng thế vậy nên hoàng đế và tướng quốc chỉ một người được sống sau đó thì sao cuối cùng ai được sống à nếu nói như vậy thì người bị bắt trước lại là người có nhiều cơ hội sống sót nhất bởi vì ông ta có thể đầu hàng hoàng đế trước khi lên ngôi từng có một lời hứa với tướng quốc phò tá mình ông ta hứa sẽ chết trước tướng quốc có một tên hoàng đế vô dụng đến thế ư thôi được vậy thì người chết chắc chắn là hoàng đế rồi tướng quốc bị bắt trước nhưng từ chối đầu hàng người dị tộc đành phải chém đầu ông ta trước mặt các thần dân của ông ta ông ta vì muốn hoàng đế sống sót mà tự cắt đường lui của mình sao Phù Tô nghe sắp tâm trạng cực kỳ phức tạp, với hắn mà nói, một tướng quốc quyền nghiêng thiên hạ lại phải hy sinh tính mạng vì một hoàng đế bù nhìn, đó là việc không thể nào xảy ra được. Nhưng nghĩ một lúc, hắn cũng hơi hiểu tâm tư của tướng quốc. Một tướng quốc quyền lực vô song, chắc hẳn sẽ không chịu khuất nhục, không thể nào chấp nhận việc quỳ phục dưới chân dị tộc. Vì thế ông ta thà chết, cũng phải cho hoàng đế một cơ hội. Hy vọng hoàng đế có thể dẫn dắt dân tộc mình kéo dài vận mệnh quốc gia, cho dù chỉ có một tia hy vọng mong manh. Đúng thế, chủ tiệm thở dài cảm khái, nhưng mà hoàng đế nọ sau đó cũng chẳng sống được thêm mấy năm, bởi vì dị tộc thấy ông quá cứng rắn, không khống chế được nên đã ám sát ông, đưa em trai ông ta lên cai trị. Phủ Tô không biết nói gì nữa, đôi mắt nhìn đăm đăm vào chén trà đã hơi nguội, chìm vào suy nghĩ chủ tiệm nhớ lại người thanh niên cách đây rất lâu đã quỵ lụy cầu xin được chuộc tội. Anh ta dùng xương cốt của mình làm tượng ảnh thanh, mãi mãi quỳ trong bóng tối, canh mộ cho bạn mình. Luồng oán niệm ấy, chỉ sợ kẻ nào trộm mộ sẽ không chịu nổi. Sân khấu nhỏ, trong vô thức, đôi chân bác sĩ như thể tự mình biết đi trước khi anh kịp định thần, thì đã dừng lại ở trước một cửa tiệm, cánh cửa gỗ lớn chạm hoa khiến anh phải ngó nhìn bác sĩ ngẩng đầu chiếc ô dần dần đưa lên hai chữ tiểu triện đập vào mắt bác sĩ chữ gì thế này cong cong queo queo chịu chẳng đọc được thôi đi mua bánh bao đã